mà cháu có 10 nó được ngon rồi. Trời mừng rồi. Nhận được bao nhiêu, tới 10 nó cho cọc bao nhiêu? Anh lá ve được 300. 300 cũng được rồi. Nó đổ hai hơn 2 chồng, nó đưa 300 thì chưa cọc 2 chồng. Đổ hơn 20 tấn hả? Ừ, nó đổ. Rồi, nó trong năm nay chốt được giá được rồi. Một cái kinh nghiệm thêm nữa. Bây giờ gặp những tình huống nào dễ cũng đỡ được hết rồi đó. Đi đọt cũng đỡ được. Chắc đỡ được quá không gặp hả? À, rồi bây giờ anh phải rút ra kinh nghiệm rồi. Thì bây giờ đi đọt cũng đỡ được mà ém đọt cũng xài được rồi. Nói chung năm nay anh thử đủ dần quá rồi. Ừ. Nói chung là học phí hơi bị cao, học phí nó hơi tỷ á. Ví dụ là nếu mà năm nay ngon lành nó nằm giá khoảng 35-40 tấn bình thường. Tổng thiệt hại trên cái rồi hả? Cái hai mối triệu hả? Mười mối rồi, giờ sửa tiếp thằng mối là vài chục rồi. Em chưa? Còn này cũng được, tạm được cái gì? Cái khoản công như này bỏ không vậy hả anh vậy? Hả? Vậy làm gì mà không? Làm gì mà không? Nó gặp gần nó phải có cái quả rồi. Bây giờ nó nhanh hơn chút, nhanh hơn một tí. Chơi cái tròi này lên. Đây thấy như nhìn là biết. Nó sửa hết rồi hả? Nó hết rồi, đổ được rồi. Không có đồ được. Cái này tải được bao nhiêu ký anh nhỉ? Hồi bữa 7 người đã lên trong đường rồi. 7 người hả? Mình phải làm trong vực riêng hết. Thằng cái tròi mà chơi cái thằng máy mới ghê. Trong vực hết rồi. Ngủ đây luôn không vậy? Hả? Ngủ đây luôn hả? Ngủ cái đây. Ấy là anh ngủ ở đây luôn hả? Ờ thì ông chưa xuống ngủ đây đi, ngủ đâu? Chưa đây, chưa xuống đây ngủ này. Cái cục này là cục gì? Cục đá, cục wifi á. To vậy hả? Cái gì vậy? Ấy là cái đầu camera á. À. Ở dưới là 13 cái, ở trên 15 cái là 28 cái đó. À, hứng nước rồi luôn rồi. Làm rửa tay, con ngủ rửa tay. Ủa? Công ngủ hả? Công, sầu riêng nó cột chấm mà nó ngủ. Sầu riêng anh xuống tới đám tiêu kia luôn hả? Ừ, xuống tới đám tiêu luôn. Tụng năm nay nó nặng ký đúng không vậy? Ờ. Nặng ký đúng không? Năm nay anh nặng như vậy, nhưng cũng bình thường. Chốt cũng lớn mấy bữa anh đòi anh tặng được, nó đi cũng lớn mấy. Sao chốt hay không nhỉ? 80 à? Giờ nó đang tặng. Hả? Thì chốt. Cho 80 thì sao lạ? Nó to to đi, nó không coi. Ý là mấy thằng đó nó la trời ra đất hả? Ừ, chứ hồi 6. Thì bữa nay lên giá là bù lại được rồi. À, bữa nay tuột lại, nó còn 10 giá, nó kêu ngày này nó xin vô, nó cắt đằng. Tuột bao nhiêu? Bữa nay tuột bao nhiêu? Nó kêu tuột 10 giá. Có bữa qua vô trả ông Khanh 90. Nó kêu 101 mà sao bây giờ nó tuột, nó kêu tuột xuống hàng trăm đứt. Nó kêu tuột 10 giá, nó tranh thủ vô ngày cắt mà nó cắt chưa được tấn. Nên để vô nó cắt rồi mà nó cắt được tấn rồi. Nó vô ăn giật rồi ăn giật được. Mà nó già rồi, của anh nó già rồi đó anh Nghĩa. Đủ mấy thằng cắt 7 tuổi rưỡi thì cắt được. Mấy nay nó cắt 7 tuổi rưỡi, nó 8 tuổi nó cắt được. Hôm nay nó lựa chưa được tấn rồi. Hôm nay cắt chưa được 2 tấn rồi. Không, nó đang chờ giá lên đó. Không, giá tuột nó mới xin vô cắt. Đúng rồi, thứ 7 cắt này, mấy cắt 3 ngày giờ nó cắt lại này. Mà em thấy khúc trên kia được ký quá trời luôn. Ừ, so với ấy nó không bị tuột sản lượng rồi, để tổng thử coi. Không bao nhiêu rồi. Mạnh, tính ra nhiều ghê chứ không nghĩa. Ừ. Bữa mình cứ xuống lâu đài này, em thấy khúc cái này cắm mớ mà. Ờ, khúc giữa ít chứ còn hai được 200 coi cũng được chứ. 200 coi cũng được, anh biết đổi rồi chắc dài chọc thôi. Ừ, khúc cái này còn cắm mớ luôn mà, dưới đây đạt mà đúng không? Anh ấy cái khúc phía giữa phía trên này nó hơi yếu thôi. Thì 100 coi giữa lủng, còn dưới nào cũng được 200 coi cũng tạm tạm. Cây kia lũng nó cũng được 70 kg chứ. Biết, cậu cũng biết rồi, giờ cũng tiền hết tiền sữa. Kêu vợ là đầu tiên hết tiền rồi, cà phê cho nó. Thầy đầu tiên cũng mệt đó. Dạ không, chưa thẳng được con cà phê ông chú kia ông bị nó bỏ ra kho đó. Bị nó ăn mất 17 tấn luôn. Xong nó tuyên bố phá sản. Tội chết luôn á. Hồi sáng đi ông kia đọt đứng hết đây này, cái cỡ tùng lên cơm. Tính thứ 7 cắt mà nó kêu giá tuột, nó xin luôn, nó cắt cái bữa nem lên cơm chưa? Cũng lơ nào mà mấy nay nó cắt
hàng 8 hết, còn 7 triệu rưỡi nó cắt. Còn mái thằng dưới kia nó cắt chỗ 7 triệu rưỡi vô lại. Ủa, tốt lút kia luôn nghĩa hả? Từ trên mặt đường xuống dưới hết cái vườn này được 300 mét không? Hơn vậy? Hơn hả? Cho 300, 400 mái cho 300. Từ thôi ông chọn cái thế sao mà ngon ghê, bán mắt gấp bên này hả? Bán gấp bên này. Mà chốt 80 nó được ngon rồi. Trời mừng rồi. Nhận được bao nhiêu, tới 80 nó cho cọc bao nhiêu? Anh lá ve được 300. 300 cũng được rồi. Nó độ hai hơn 20 nó đưa 300 nó nhưng chưa cọc 20 tấn. Độ hơn được. 20 tấn hả? Ừ, nó độ mình cầu 20 tấn mừng rồi. Đúng rồi, ông biết kiếm tốt. Với ông anh ở Đắk Đoa. Ông bắt trước anh cái vụ năm vừa rồi. Thì ông y như anh của vụ năm vừa rồi luôn. Nhỏ nhỏ mà nó nhiều. À năm nay anh là đậu. Y vậy đó. Ông cứ quên cái tên thôi, ông kêu ông trái năm nay thì nặng hơn, nói chung nặng hơn. To 4 ký mấy 5 ký không, cái gốc ở trên kia. Có cái đám nhầy, đám dưới đây thì cũng 3 ký đồ lại. Nghe hả? Đồ đồng với bình quân, đám dưới đây nó đi đọt nó không lớn trái được. Con xem coi trên nhà nó lớn trái không? Không phải được rồi. Rồi gỡ gạt được rồi, quân tưởng tiêu rồi, làm sai, tưởng danh rồi, giờ là mừng rồi. Trời cảm ơn rồi, trời đất rồi. Cũng đậu đấy chứ đâu có thua ấy gì đâu mà lo. Thì nó xì, nó sẽ nó sao nó được giá ghê không nghĩa đâu. Hôm qua vừa ông Khanh nó vô 90, ông kêu để về hỏi ý vợ cho ông vừa chốt. 90 chốt gì bây giờ giá nó tuột lại đâu. Tuột lại ngày nay hay là ngày hôm qua? Tuột hôm qua giờ kêu mó giá rồi, 5-7 giá rồi. Tuột rồi. Tí bây giờ kêu quá 102 ở miền to giờ đây chưa tới rồi. Tí em dò lại là ra thôi. Ui xài vậy. Nó buồn nó cắt đền. Ăn nhậu ra đã không? Hết nhiều nghĩa tổng thiệt hại hết nhiều. Vai sợi cứng này nhiều nhiều gì hơn cái gì làm chứ. Nào cái sàn dưới thang máy nó xéo chọc mẹ không mà. Cái sàn dưới thang hả? Ờ. Cái thang mượn mới là mới sửa chứ nó sửa 3-4 lần sửa lên thang máy vài triệu. Cứ sửa khoảng 5 triệu nó mình không biết nữa, nó cứ nó sửa nó chỉ này. Tốn lần mà xài được lâu quá hết đời luôn á. Hết đời đấy. Nếu mà cái đôi hầu mà 300 triệu mà đổ bê tông rồi làm đúng đẹp luôn. Đổ bê tông luôn hả? Chắc luôn, đổ bê tông. Làm thành cái nhà luôn. Đẹp chứ, do mà làm xét cái đấy tiền. Nếu hầu đổ bê tông trụ mặt chừng 30 sơn giải gỗ vô. Cậu anh em làm cầu thang lên rồi. Ở như bài nhà bản không gió không tạt đồ. Ừng nấu ăn nó uống được luôn. Nó sai lầm đúng không? Mình làm nó lỡ xét nó đắt tiền. Nhưng mà cái sắt này em thấy anh lấy cái chống dính gì chống rỉ rồi mà anh lại sơn tiếp lớp nữa. À. Ủa, không biết khi nào nó mới đụng vô tới nó. Sơn hai lớp đó thì sơn mạ sơn mạ ngoài đầu sơn số 1 ở ngoài nữa. Hồi bữa đi nó lên cao nhìn thấy cầu kìa không nghĩa ha. Cao gì? Nó cao rồi tiền công nhiều, tiền công trên 50 triệu mà. Công không hả? Ừ, công ở đây không á, không tính công đổ về tông luôn á. 12 mét không? View triệu đô luôn á. Từ dưới đất lên phải 5 mét, 4-7 rồi nữa chắc 5 mét. Cái gì? Sao thấy cao dưới vậy? Ừ, từ dưới đất lên sàn cỡ 5 mét. 5 mét thì chưa tính cái đó chứ cỡ 5 mét cứng. Tính cái đế rồi 5 mét. Lên ta chốt rồi cỡ 9 mét mới. Lên ta đỉnh. Đúng là kiểu được đi. Cục này wifi, quan sát ở trong nhà hết. Cái đó là đó 13 camera, ở nhà 15 camera đó. Thì xuống nào có wifi chỗ này, wifi mình kéo cái này luôn rồi. Nghe hả? Ừ. Trong rồi nó trưa rồi ngủ nó xài. Cái này rút được hả? Cái này rút mà. Rút hơi nặng không vậy? Nó mới cái này rút đó. Cái đường đi xuống vừa ai của anh hết luôn hả? Của anh hết đấy hả? Đúng rồi, quan hết này. Bữa mình xuống đâu tới khúc cái nhà rồi vòng lên đấy, thôi nha. Tao lúc cái camera dưới kia này. Thì à. Rồi nó tống một lúc hết. Rồi nói trong năm nay chốt được giá được rồi, một cái kinh nghiệm thêm nữa, bây giờ gặp những tình huống nào nghĩa cũng đỡ được hết rồi đó. Đi đọt cũng đỡ được. Chắc đỡ được quá mình gặp đâu á. À rồi bây giờ phải rút ra kinh nghiệm rồi. Thì bây giờ đi đọt thì cũng đỡ được mà ém đọt cũng xài được rồi. Nói trong năm nay anh thử đủ dần quá rồi. Ừ. Nói chung là học phí hơi bị cao, học phí nó 1 tỷ á. Ví dụ là nếu mà hả? Năm nay ngon lành nó có nằm giá khoảng 3-4 tấm một triệu. Từ từ để tổng lại thử chứ em cũng nghi nó làm cái cốc 30 đó. Con có đâu anh? Không tới hả? Con anh nghĩ 20.
Để bữa nào cắt xong nữa coi. Có. Giấu với giấu tổng nè. Có bao nhiêu? Anh Thành hôm nay được không anh nhỉ? 910. Cắt giỏi quá. Cắt chưa? Cắt chưa? Anh cắt giá đâu chưa cắt. Anh sẽ qua anh 10 ngày nửa tháng rồi. Ừ, đi qua ổng quay đi. Rồi anh thấy. Để điện thoại. Ừ, chạy qua ổng là ghi lại kỷ niệm của 2024 nha. Đồ anh cái coi số 6 mà đùng sao kêu kêu đẹp lắm mà lâu nay anh không có ra. Đi thì chắc 91 quá. Gọi alo ổng cái phóng rồi đó cái đó. Dễ được lắm. Đây. Rồi tao mắng được qua rồi. Cái cứ để tổng lại thử đã để xem dạ. Hai mấy cũng sướng rồi. Anh cầu. Nhưng mà nó ăn được cái giá so như vừa rồi. Ôi giời, anh cầu 20 bạn mừng. Không có đòi hỏi. 15 cũng được. Quá anh cầu. Làm tăng anh. Đấy cũng được, mừng rồi. Không đòi hỏi nhiều lắm. Không đi. Nhiều nhiều mình cứ nhìn tới không chịu nhìn lui, nhìn lui nhiều anh bây giờ ráng giữ cái cây thôi, đâu có nước đâu rồi mà làm. Chỗ anh bữa nay thì ok rồi. Nước thoải mái rồi không? Anh thủ cái hồ nữa cứ ngắt mà. Đi lên. Ừ.